Xin chào cả nhà một ngày mới. Cả nhà ơi, sáng nay nhà mình ăn cơm với chuẩn bị ăn cơm với hột vịt chiên đó cả nhà. Nên mình lên đây mình cắt một mớ mướp nha cả nhà. Để mình nấu canh ăn. Đây cả nhà ơi, thành quả của mình trồng đây. Ở đây một trái nữa. Đây là trái thứ ba. Ở bên này. Ở sát nhà một trái nữa nha cả nhà. Nó đu vào tay này. Cắt nó luôn. Thấy chưa? Đây. Cắt nó không nhịn nữa. Đây cả nhà ơi, nãy mình đi cắt là tổng cộng được 4 trái mướp cả nhà. Trái này nó rớt cái này. Thì cái này thì chỉ có mình ăn thôi cả nhà ơi. Con mình nó không có biết ăn. Nó chỉ hút nước thôi. Rồi mình xào sao nghe vậy, mình đổ nước vô mình làm giống như có miếng canh vậy. Ăn cơm với hột vịt chiên cả nhà. Mời cả nhà cùng chờ dùng cơm với gia đình mình nha. À quên cả nhà ơi. Đây. Mình cắt mấy cọng hành. Đây. Giờ mình sẽ để hành với hồi lên nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, món hột vịt chiên của mình cũng đã chín rồi đây. Gà chiên cả nhà. Mình chiên như vậy mình sẽ cắt miếng miếng nó giống như là mình cắt bánh pizza cả nhà. Vậy là con mình đã dễ cắt ăn luôn. Đây. Mình sẽ miếng miếng vậy. Cả nhà ơi, nhìn nó thấy ngon không? Mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình mình nha. Chúc cả nhà có một bữa cơm ấm cúng bên gia đình nha cả nhà. Với gia đình mình thì bữa nay ăn hột gà chiên với mướp nấu canh nha cả nhà. Mời cả nhà cùng dùng cơm cả nhà ơi. Cơm hột vịt chiên với lại mướp nấu canh nha cả nhà. Mời cả nhà cùng dùng cơm với gia đình mình nha.